Bộ trưởng Tài chính cho biết thu ngân sách tăng cao, trong khi bội chi ở mức hợp lý, nên quy mô nợ công năm nay tương ứng 3,48 triệu tỷ đồng. Chiều 21 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019, dự toán và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Theo ông Dũng, thu ngân sách 9 tháng đạt 77,5% dự toán, mức cao nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây, và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018. Ước thực hiện thu cả năm 2019 vượt 3,3%, khoảng 46.000 tỷ đồng so với dự toán. Thu ngân sách trung ương là năm thứ hai liên tiếp vượt dự toán, ông Dũng nêu. Trong khi đó, chi ngân sách hết tháng 9 đạt 63,1% dự toán. Ước cả năm, chi thường xuyên, chi trả nợ cơ bản đạt dự toán. Về cân đối ngân sách, theo Bộ trưởng Tài chính, bội chi ngân sách 2019 khoảng 3,4% GDP. Nợ công là 56,1% GDP, nợ chính phủ 49,2% GDP và nợ nước ngoài quốc gia 48,5%. Như vậy, với quy mô GDP 2019 khoảng 6,2 triệu tỷ đồng, 266,5 tỷ USD, thì quy mô nợ công tương ứng 3,48 triệu tỷ đồng. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, thu ngân sách 2019 vượt dự toán nhưng chưa chắc chắn. Phân tích thêm, ông Nguyễn Đức Hải, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách cho hay, năm 2019 thu nội địa chỉ tăng 1,9% so với dự toán, số thu ngân sách thực chất từ nội lực nền kinh tế tăng thấp. Chưa kể, nhiều địa phương thu không đạt dự toán chính phủ, hội đồng nhân dân giao. Hai đầu tàu kinh tế cả nước là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có tiến độ thu ngân sách chậm. Bên cạnh đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách chỉ đạt 20,2% GDP, chưa đạt yêu cầu Quốc hội đề ra là 21%. Chính phủ đã nỗ lực để giảm chi thường xuyên, chống lãng phí, nhưng những tồn tại trong chi thường xuyên vẫn chưa được khắc phục triệt để, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhận xét. Theo ông Hải, vẫn còn nhiều địa phương chưa cân đối được ngân sách, nhất là nơi có số thu ngân sách khó khăn, nguồn thu thấp nhưng chi thường xuyên vẫn rất cao. Vẫn có tình trạng mua sắm, sử dụng tài sản công chưa đúng quy định của pháp luật, nhiều lễ hội, hội nghị, kỷ niệm ngày thành lập, tái thành lập, các lễ khởi công, khánh thành có tính chất hình thức, gây lãng phí ngân sách, chưa thực sự tiết kiệm. Cơ quan thẩm tra đánh giá và yêu cầu chính phủ có giải pháp sát sườn hơn để khắc phục tồn tại này. Cũng theo báo cáo của chính phủ, bội chi năm 2020 dự kiến là 234.800 tỷ đồng, khoảng 3,44% GDP. Xét về tỷ lệ bội chi ngân sách 2020 ngang bằng năm 2019, nhưng về số tuyệt đối lại tăng khoảng 12.800 tỷ. Nhất trí với đề nghị của chính phủ giữ mức thâm hụt ngân sách ở mức 3,44% GDP, song Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị chính phủ cân nhắc dự toán bội chi ngân sách địa phương ở mức 0,24% GDP sau khi đã tính đến yêu cầu của các địa phương để dành dư địa cho ngân sách trung ương. Ủy ban Tài chính cũng đề nghị chính phủ báo cáo rõ Quốc hội tại kỳ họp này, tất cả các Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020. Báo cáo về nợ công năm 2020, Chính phủ cho biết, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương năm 2020 là 459.000 tỷ đồng, bao gồm vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương là hơn 217.000 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương là hơn 217.000 tỷ đồng, vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội 9,1 nghìn tỷ. Việc phải đi vay để bù đắp bội chi có nghĩa tiền làm ra vẫn chưa đủ đáp ứng chi tiêu, nên phải đi vay để bù đắp vào. Cũng vì tiền làm ra không chi tiêu đủ, nên việc trả nợ vay phải duy trì bằng cách vay nợ mới trả nợ cũ. Dự kiến nghĩa vụ trả nợ của chính phủ trong năm 2020 khoảng hơn 379.000 tỷ đồng. Với dự kiến vay, trả nợ của chính phủ, của chính quyền địa phương, dự báo đến cuối năm 2020, nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP khoảng 45,5%. Như vậy, nợ công tiếp tục giảm so với năm 2019. Tuy các chỉ tiêu nợ công, nợ chính phủ so với GDP tiếp tục giảm so với các năm trước, nhưng chính phủ đánh giá, xu hướng này một phần phản ánh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn nước ngoài, rất chậm. Việc này một mặt hạn chế đóng góp cho tăng trưởng từ nguồn vốn vay, mặt khác ngân sách vẫn phải chịu chi phí cam kết đối với các khoản vay đã ký kết và chưa giải ngân. Bên cạnh đó, tuy quy mô danh mục nợ chính phủ đến cuối năm 2019 được kiểm soát tốt, ở mức 49,2% GDP, so với mức 52,7% vào năm 2016, 50% vào năm 2018, cùng với ảnh hưởng của việc Việt Nam tốt nghiệp IDER kể từ năm 2017, các chỉ tiêu chi phí, rủi ro danh mục nợ chính phủ có xu hướng kém thuận lợi hơn trước đây. Một trong những lý do khiến danh mục nợ chính phủ kém thuận lợi hơn trước đây
Báo cáo của chính phủ chỉ ra, rủi ro tái cấp vốn tập trung vào các khoản nợ trong nước của chính phủ, do nghĩa vụ trả nợ đến hạn tập trung cao vào một số năm, 10,3% danh mục nợ trong nước của chính phủ sẽ đến hạn năm 2020, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thanh khoản cho ngân sách nhà nước. Riêng đối với danh mục trái phiếu chính phủ trong nước, nghĩa vụ trả nợ trái phiếu chính phủ tập trung vào một số thời điểm trong năm và giữa các năm 2020 đến 2021. Ngoài ra còn các khoản trái phiếu chính phủ phát hành trong nước bằng ngoại tệ, với trị giá 1,7 tỷ USD sẽ đáo hạn trong năm 2020 và 2021, phải bố trí ngoại tệ để thanh toán. Dự kiến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng 23%, tiến gần ngưỡng 25% được Quốc hội cho phép trong giai đoạn 2016 đến 2020. Vì vậy, chính phủ nhấn mạnh, việc sử dụng quy mô GDP đánh giá lại để xác định các trần và ngưỡng an toàn nợ công trong giai đoạn 2021 đến 2025 cho phù hợp cần được xem xét thận trọng để đảm bảo tính bền vững của danh mục nợ thông qua chỉ tiêu trả nợ của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước. Lãi vay ngày càng tăng. Trong báo cáo, chính phủ nhận định rủi ro lãi suất danh mục nợ nước ngoài có xu hướng gia tăng do tỷ trọng các khoản vay có lãi suất thả nổi tăng từ mức 8,8% dư nợ nước ngoài của chính phủ năm 2015 lên mức 11,4% năm 2019. Dự báo điều kiện thị trường vốn quốc tế sẽ thắt chặt hơn trong thời gian tới, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của chính phủ khả năng cũng sẽ tăng lên tương ứng. Tuy nhiên, nhìn chung mặt bằng lãi suất bình quân nợ nước ngoài của chính phủ vẫn duy trì ở mức thấp, 2% năm tính đến 31 tháng 12 năm 2019, do trên 96% khoản vay nước ngoài có điều kiện vay ODA, vay ưu đãi. Yếu tố này góp phần quan trọng giúp duy trì chỉ tiêu trả nợ trên thu ngân sách nhà nước trong ngưỡng an toàn. Cụ thể, lãi suất bình quân nợ nước ngoài cuối năm 2019 ở mức 19,5 đến 20,5% so với ngưỡng được Quốc hội cho phép là 25%, so với mức 15,9% cuối năm 2018 và được Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng như các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá tích cực khi phân tích tính bền vững danh mục nợ của Việt Nam. Một thông tin khác được chính phủ cập nhật là sự thay đổi của các bên cho vay vốn đối với Việt Nam. Theo đó, đối với danh mục nợ nước ngoài của chính phủ, các nhà tài trợ đã từng bước điều chỉnh chính sách hợp tác phát triển với Việt Nam, theo hướng chuyển dần, từ việc cung cấp ODA sang các khoản vay với điều kiện kém ưu đãi hơn, chi phí huy động vốn của một số khoản vay tăng gấp đôi so với giai đoạn trước đây làm gia tăng nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của chính phủ. Trong 5 năm tới, các khoản vay ODA sẽ giảm dần, tiến đến kết thúc, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn vay dài hạn, ưu đãi cho đầu tư. Thay vào đó, chính phủ cần huy động các khoản vay mới với điều kiện kém ưu đãi hơn nhiều, sát với thị trường để bù đắp thiếu hụt cho cân đối ngân sách nhà nước và đầu tư công trung hạn, chính phủ đánh giá. Mặc dù tỷ lệ vay bằng đồng Việt Nam đã tăng lên từ 55% vào cuối năm 2015 lên 62,3% dư nợ chính phủ tính đến hết năm 2020.